Chào mừng các bạn đang xem video kênh Tri Thức Quanh Ta. Hãy cùng mình khám phá nội dung của video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hiện tại GDP của Việt Nam đã đạt 2.700 đô la Mỹ tính theo số liệu vào năm 2019. Với mức này thì chúng ta đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, chuẩn xác hơn là nước có thu nhập trung bình thấp. Đất nước vẫn đang trên đà phát triển, GDP chắc chắn sẽ còn tăng cao thêm rất nhiều nữa. Tuy nhiên, các bạn có biết để vươn lên trở thành nước có thu nhập cao thì có một tình trạng rất nhiều quốc gia gặp phải, đó là bẫy thu nhập trung bình. Malaysia để từ nước có thu nhập thấp lên thu nhập trung bình đã phải mất 27 năm và từ trung bình lên cao mất 22 năm. Với Hàn Quốc, cần 22 năm để chuyển từ thu nhập thấp lên trung bình, và Đài Loan thời gian cũng gần tương đương. Đó là những quốc gia đã thoát được bẫy thu nhập trung bình để vươn lên trở thành một đất nước phát triển. Còn những quốc gia chưa thoát được thì tình trạng sẽ ra sao? Và cụ thể bẫy thu nhập trung bình là gì? Mời các bạn hãy xem tiếp video để hiểu rõ hơn về nó nhé! Bẫy thu nhập trung bình là trạng thái một nền kinh tế đã vượt qua mốc thu nhập thấp dưới 1.025 USD một người. Để trở thành nước có thu nhập trung bình 1.025 đến 12.475 USD một người. Nhưng bị mắc kẹt ở mức thu nhập này, không thể tiếp tục vươn lên thành nước có thu nhập cao trên 12.475 USD một người. Định nghĩa ngắn gọn và dễ hiểu đúng không? Vậy các bạn có thắc mắc vì sao nhiều quốc gia dễ bị mắc bẫy thu nhập trung bình? Thông thường những quốc gia có thu nhập thấp để phát triển đều dựa vào những yếu tố sẵn có, trong đó có nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, theo thời gian quốc gia đó phát triển, thu nhập trung bình đầu người sẽ cao lên, đồng nghĩa với việc mức lương của người lao động cũng tăng lên. Đến lúc này, các nhà sản xuất thường cho rằng họ không thể cạnh tranh với những nhà sản xuất có giá thành sản phẩm thấp hơn trong thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, họ cũng nhận thấy rằng bản thân mình không có công nghệ tốt nhất như ở các nước đã phát triển. Lúc này, quốc gia đó sẽ rơi vào tình trạng như sau: tỷ lệ đầu tư thấp, ngành chế tạo phát triển chậm, các ngành công nghiệp ít đa dạng, thị trường lao động kém sôi động. Những yếu tố này sẽ làm quốc gia phát triển chậm lại, thu nhập bình quân đầu người dậm chân tại mức trung bình mà không thể vượt qua ngưỡng 12.475 USD một người để trở thành đất nước giàu có và phát triển. Như vậy, một quốc gia khi rơi vào tình trạng trên chính là đã sập bẫy thu nhập trung bình. Sự mắc kẹt giữa các yếu tố, không còn lợi thế về giá nhân công rẻ như những nước có thu nhập thấp, cũng không có ưu thế về cơ sở hạ tầng, về nguồn nhân lực trình độ cao và kỹ thuật công nghệ hiện đại như những nước có thu nhập cao, chính là bài toán nan giải cho nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Thật nguy hiểm đúng không các bạn? Với những thông tin mình chia sẻ vừa rồi thì một câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam đã sập bẫy thu nhập trung bình hay chưa? Với vấn đề này có rất nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích thì Việt Nam chưa sập bẫy trung bình, nhưng đang đứng trước nguy cơ này. Căn cứ của loại ý kiến này dựa vào 4 điểm như sau. Thứ nhất, tăng trưởng GDP Việt Nam đã bị chậm lại sau khi ra khỏi nhóm nước thu nhập thấp. Nếu bình quân năm của thời kỳ 1991-2007 là 7,49%, thì của thời kỳ 2008-2016 chỉ còn 5,15%. Tuy chính phủ đang quyết tâm phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% và nếu thực hiện được thì bình quân 2 năm còn thấp so với bình quân thời kỳ 1991-2007, cũng thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 là 6,5-7% một năm. Thứ hai, chênh lệch về mức GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương giữa Việt Nam với một số nước từ năm 2005 đến dự báo năm 2017 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Malaysia tăng từ 12.860 lên 21.717 USD, Thái Lan tăng từ 6.603 lên 10.836 USD, Indonesia tăng từ 1.263 lên 5.527 USD, trong khi Việt Nam tăng từ 3.103 lên 6.895 USD.
tức là Việt Nam đã tụt hậu xa hơn. Trong khi đó, những nước này chưa thoát khỏi nhóm nước thu nhập trung bình, càng cảnh báo Việt Nam về nguy cơ sập bẫy thu nhập trung bình thấp. Thứ ba, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp. Cùng với tăng trưởng kinh tế chậm lại, trong khi mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào tăng vốn và tăng số lượng lao động, còn yếu tố năng suất, các nhân tố tổng hợp chiếm tỷ trọng thấp. Tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam thuộc loại khá cao, một mặt do số gốc so sánh, điểm xuất phát còn thấp, mặt khác do sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc theo hướng tỷ trọng lao động đang làm việc ở nhóm ngành có năng suất lao động tuyệt đối thấp sang nhóm ngành có năng suất lao động cao hơn. Nhưng mức năng suất lao động của Việt Nam còn rất thấp so với các nước trong khu vực. Thứ tư, đã xuất hiện một số vấn đề cản trở sự tăng bậc lên mức thu nhập cao hơn. Đó là cơ cấu dân số vàng mới qua được 10 năm, nhưng có dấu hiệu bước vào thời kỳ già hóa tương đối nhanh, làm xuất hiện tình trạng chưa giàu đã già. Cơ cấu kinh tế sau mấy chục năm chuyển dịch tích cực, nhưng trong nhóm ngành nông nghiệp vẫn còn mang nặng tình trạng lấy công làm lãi. Ngành công nghiệp vẫn mang nặng tính gia công lắp ráp, với trên một nửa giá trị công nghiệp và gần 3/4 xuất khẩu thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm ngành dịch vụ vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn nên năng suất và thu nhập không cao. Như vậy, mình và các bạn vừa đi tìm hiểu sơ lược về bẫy thu nhập trung bình và thực trạng của nước ta đang ra sao. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thứ thú vị xoay quanh vấn đề này, nhưng vì thời lượng video có hạn nên mình cũng xin dừng tại đây. Nếu các bạn còn những thắc mắc nào khác, cứ bình luận phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh đấy nhé!